Lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Chim gặp bác chào mào, chào bác. Như vậy nó mới phải đạo, thế nên video nào mình cũng chào. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Lão nông hân hạnh được phục vụ. Xin chào. Mua đài của lão nông không bao giờ phải lo nó hỏng, vì nếu có hỏng thì gửi lại cho lão nông trong khung giờ là 24 giờ phép, mã sẽ hồi, hàng sẽ được gửi trả lại. Trân trọng thông báo. Mua ở đâu cũng phải trả tiền, mua ở đây mua giúp lão hiền vẫn hơn. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, chúng ta xem những cái bộ phim giả sử, rồi xem phim cổ trang này nọ, cái lọ cái chai về người thời xưa, thì chúng ta biết được rằng có rất nhiều điều, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong đó có một cái điều là coi như thế là những cái sản vật ấy mà coi như thế là dâng lên hoàng thượng. Dâng lên hoàng thượng thì sao ạ? Thì phải tuyển lựa một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ, không để một cái sai sót dù chỉ là một tí 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 thôi, đúng không ạ? Tại vì nếu như mà có sai sót, mà có cái sự nhầm lẫn mà lại dâng lên hoàng thượng thì hậu quả đúng là khôn lường. Đấy, thế nên là cái người chuẩn bị những cái sản phẩm mà để dâng lên hoàng thượng là coi như thế là phải rất chi là tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu, tìm thậm chí gọi là rất chi là nhiều ngày, nhiều tháng mới được một cái sản phẩm để dâng lên hoàng thượng. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương cũng săn tìm được những cái sản phẩm mà nó đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng. Giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ ba mỹ đài đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng. Đầu tiên là chiếc đài của Nhật Bản. Đài này chạy điện đa cầu. Đấy, có tên là Sanio. Model của nó là đây, M9835K. Đấy. Nó gì quá, camera nó kém quá, nó không nét được nhá. Này cái chữ TT này này. Đây này, số này này. M9835K nhá. M9835K. Thì nó là hàng đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng rồi, thì ai cũng biết rồi, đương nhiên là nó phải hoạt động tốt tất cả các chức năng, từ radio cho tới băng cassette, và phải hoạt động chuẩn. Khi cho nó ăn điện vào, nó rên lên thì hoàng thượng thì chỉ có như thế là ban thưởng thôi nha. Đấy. Về phần ngoại hình thì ba cái mỹ đài này nó ở cái thể như kiểu tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại. Đó là gồm có Điêu Thuyền, Dương Quý Phi, Tây Thi và Vương cái gì quên. Nói chung là có bốn người đẹp trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Thì cái sắc đẹp của bốn người, bốn mỹ nhân này ấy, thì người ta ví rằng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn nha. Ấy, vừa đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người mỹ nhân này không dám đi qua cái thành, và người ta cũng không dám cho đi qua cổng thành, vì nếu mà đi qua là cái cổng thành nó bị nghiêng nha. Thì cái chiếc đài này cũng vậy ấy, nó đẹp đến cái mức mà hoàng thượng còn phải thốt lên rằng trong cung của ta có hàng nghìn mỹ nữ cung tần, thế nhưng nàng là đẹp nhất, nàng là xuất sắc nhất, và nàng là được ta coi như thế là yêu nhất nhá, yêu nhất, cưng chiều nhất. Cái quai sách này đấy,
Một bông hoa có thể tỏa sáng rực rỡ ở trước một rừng hoa, vì bông hoa ấy là bông hoa đẹp và nó tỏa ngát hương thơm nha. Bướm ong coi như là lượn xung quanh kín đi thôi. Rồi. Thì cái đài này là đài theo mình ý, thì là nó sản xuất cũng lâu rồi nha. Cái hãng này, hãng Sanyo này sản xuất cái đài này cũng lâu rồi. Đấy, thế nên là điện này, cái dây nguồn ấy là nếu không dùng nữa là quấn ở trong hộp pin. Đấy, chứ nó lại không có cái đường để cắm ra đâu nha. Đấy, nó liền vào bên trong rồi nha. Đài này ở mặt tiền thì là giả ba cục, mặt đằng sau về kết cấu thì nó là đài một cục. Đẹp đến mức thiếu thùng xốp. Thiếu thùng xốp. Chắc chắn là hoàng thượng là phải coi như thế là kiếm một cái thùng xốp để đậy, để đựng cái con đài này, để cho con đài này vào cái thùng xốp, hoặc là để bên cạnh nha. Đấy. Thì cái chiếc Mỹ đài Sanyo có model M M lại M bao nhiêu? 9835K. Đây vừa phải dùng cái thằng cu này xoay để M9835K. Mỹ đài này có một cái mức thóc là 1.850.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. 1.850.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Không thể đẹp hơn được nữa. Ở trong cung có hàng nghìn mỹ nữ cung tần, mà hoàng thượng chỉ có sao xuyến cái nàng Sanyo này thôi. Đấy. Nha. Khi lên triều mà bãi triều mà phát là về với nàng ngay. Đấy là nàng Sanyo, là nàng thứ nhất. Nàng thứ hai là hai nàng Di và Cờ. Hai nàng Di và Cờ. Hai nàng này cũng được hoàng thượng liên tục thị tẩm nha. Đó là Di và Cờ. Di và Cờ có model là BC-Watt 222. Có model là BC-Watt 222. Đấy. Và tiếp theo là Di và Cờ. Thì có nhiều người đọc là GVC nha, thì nhưng mà đọc thế nào thì đọc thế, nhưng mà nôm na ngắn gọn lại là các sư phụ cùng các huynh đệ cứ hiểu một câu, đây là đài tốt, đài đẹp nha. Đấy. Có model là BC-Watt 100. BC-Watt 100. Hai chiếc đài này cũng chạy điện 220V. Quên, xin lỗi các sư phụ cùng các huynh đệ. Hai Mỹ đài này cũng chạy điện 220V và cũng đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng. Bởi vậy, đương nhiên nhá, là phải hoạt động tốt tất cả các chức năng, từ radio cho tới băng cassette. Và hãng Di và Cờ này thì xin bật mí với các sư phụ cùng các huynh đệ rằng, những ai nghe radio mà lại yêu thích cái băng sóng chung, là cái băng sóng AM ấy, đây này, cái băng sóng AM này này. Đấy, băng sóng AM là một này, hoặc là băng sóng M ngược ấy, M watt ấy. Đây. AM. Có những cái đài khác thì đây này, cái đài này thì nó lại là băng sóng M watt này. Đấy nhá. Những ai mà yêu thích nghe cái băng sóng đấy thì không nên bỏ qua những Mỹ đài Di và Cờ như thế này. Vì không hiểu làm sao cái hãng này người ta lại có một cái bí quyết giống như kiểu là bí quyết gia truyền ấy nhá. Rất chi là nét. Thế còn đương nhiên rồi, cái băng sóng FM bao giờ cũng vậy, bắt được rất chi là nhiều đài và đạt chế độ trần văn nét, cùng với lại đèn FM stereo nổi lên. Khi đèn FM stereo nổi lên, âm thanh người nghe cảm nhận được trong veo, trong như nước mưa. Đấy. Thế còn nó là hàng đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng thì có cần thiết là phải giới thiệu về ngoại hình nó có bị vỡ hay không nhỉ? Nếu mà bị vỡ thì chắc chắn là sẽ hoàng thượng sẽ giáng tội, nó là điều chắc chắn rồi, đúng không ạ? Thế nên là nhắc lại với các sư phụ cùng các huynh đệ, ba Mỹ đài này là đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng. Thế nên cũng không nên, mình cũng không cần phải nói thêm nữa. Tại vì nói thêm này, mọi người ai chả biết, những cái sản phẩm mà dâng lên hoàng thượng thì không được phép lỗi, đúng không ạ? Thế nói thêm nữa thì lại bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi nhá. Đây này, cái mê ca của cái cửa băng này nó sáng loáng như thế này là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đây, cái chỉ này đấy, cái chỉ thì trắng này, cái chỉ này. Nó nét như thế này,
nó nét đến cái mức giống như kiểu coi như là người ta vừa mới kẻ vẽ xong, nó nét đến cái mức giống như kiểu coi như là danh họa Leonardo da Vinci vừa mới vẽ xong thì đã có người ngắm rồi, nó nét đến cái mức như vậy nha. Đấy. Thì nàng di vờ cờ có model BC W222 có một mức thóc mà phần mềm đã chuyển đổi sang tiền Việt, đó là 1.580.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Nàng thứ hai là nàng di vờ cờ có model BC W100 có một mức thóc mình cũng lại nhờ phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt, nàng này 1.880.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, không bao gồm phí ship vận chuyển. Đã giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ ba mỹ đài đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng, lão nông xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn, chào thân ái, merci, merci beaucoup.